Chào nhóc CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là của Ika. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá những bộ truyện mới và những tạp chí của bên Nhật nha các bạn. Chào mừng các bạn, đây những bộ truyện mới tới từ nhà xuất bản Kim Đồng mới phát hành rồi thứ 6 tuần này và những tạp chí, những quyển truyện gốc Nhật nha. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình retreat hơn về từng quyển truyện nhé các bạn. Chúng ta sẽ cùng khám phá tập tiếp theo của Hanako, cậu nhỏ nhà sĩ Hanako ha. Đối với tập này chúng ta được tặng kèm một cái Rockly rất là dày dặn và đáng yêu ha. Rockly lần này không phải là hình vuông, không phải hình tròn mà hình cách đều như bạn, cũng khá là xịn sò đấy nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá cái phần bìa rời của cậu ma nhà sĩ Hanako tập 18 nha bạn. Một bìa màu hồng mộng mơ nam tính nha bạn nhỉ. Đây phần trước của phần gái và mặt sau là giá tiêu 30.000 nhưng hiện tại đã có chiết khấu khá là nhiều, các bạn có thể mua quanh khoảng 25.000 nha bạn, tùy nơi và tùy nơi chiết khấu các bạn. Đây là bìa kia bên trong, bìa kia màu nha các bạn. Đây bên trong ta sẽ có chân màu, đây chân màu đầu chuyện nha. Tiếp theo chúng ta sẽ là chân màu bột lục nha. Bên trong được in trên giấy shop bình thường, in trắng đen và hoàn toàn sẽ không có chân màu nào hết. Đây là một số nội dung của tập 18 cậu ma nhà sĩ Hanako nha các bạn. Chào mừng sự trở lại của cậu ma nhà sĩ nha. Và mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.